Xin chào quý bà con cô bác, Minh Toàn đang có mặt tại Hà Đông, Hà Nội. Và hiện tại là Minh Toàn đang đi tìm một cái quán ăn buổi trưa. Ở đây thì Minh Toàn đang ở cạnh với Big C, Hồ Gươm, rồi là ra Hà Đông. Thì đến giờ ăn trưa quý bà con cô bác ạ, thì Minh Toàn cảm thấy rất là đói bụng và muốn tìm một cái quán ăn trưa ở khu vực Hà Đông này. Và Minh Toàn nghe nói là ở cái khu vực này thì có một cái quán ăn, quán bún. Thì Minh Toàn muốn ăn bún, ăn nhẹ thôi. Rồi vì Minh Toàn đang có dịp về với Hà Nội để Minh Toàn đi vừa đi công tác vừa gửi một số cái hình ảnh về Hà Nội đến cái bà con cô bác. Chính vì thế mà bây giờ cũng chính là giờ trưa, Minh Toàn cũng muốn gửi đến một số cái hình ảnh về Hà Nội như là quán ăn buổi trưa đến cái bà con cô bác. Và đây là cái phố mà phố cũng khá là nhiều quán ăn như đây, bánh mì chảo này, đây bánh mì chảo này, đấy, bánh mì chảo. Nhưng mà tìm một cái quán bún để mà ăn thì để mà hợp với khẩu vị của Minh Toàn thì Minh Toàn cũng phải đi tìm. Đây Minh Toàn sẽ đi đến cái đường này. Đường này khá là nhiều quán ăn luôn. Đó, khá là nhiều quán ăn, nhưng mà mình toàn phải hỏi thôi. Anh ơi, anh cho em hỏi ở đây có quán bún bò Huế nào? Đấy, quý bà con cô bác, Minh Toàn nghe nói đây có một cái quán bún khá là ngon, nên mà Minh Toàn muốn đến đây để dùng bữa trưa. Và Minh Toàn sẽ gửi một các cái hình ảnh về cái Hà Nội vào bữa trưa này đến quý bà con cô bác nhé. Wow. À đây rồi, quán bún bò Huế rồi, Minh Toàn sẽ quay lại cái camera để gửi đến cái bà con cô bác, để cái bà con cô bác để nhìn rõ hơn. Xin chào quý bà con cô bác, hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại Hà Đông, Hà Nội, và đây là cái phường Mộ Lao. Thì Minh Toàn đang đứng ở đây là cái quán bún bò Huế ở của chị Hai Huế. Đấy. Hôm nay thì Minh Toàn đến đây gặp một quán này và khá là đông khách, nên Minh Toàn muốn vào đây để Minh Toàn thử ăn. Và ở đây thì như quý bà con cô bác thấy này, tại sao Minh Toàn dừng ăn quán này. Đây là cái lượng khách mà Minh Toàn thấy đông. Đó, Minh Toàn thấy đông, thành ra Minh Toàn cũng muốn dừng lại đây để thử về cái món bún bò Huế này. Đấy, trong nhà này không có chỗ ngồi, phải ngồi ngoài này luôn. Lượng xe đây rất nhiều luôn. Đấy, ngồi hai bên đường luôn. Đây, quán thì nhỏ như thế này thôi. Đấy, nhỏ như thế này thôi. Nhưng mà khách thì khá là đông. Đây, như bà con cô bác đang nhìn thấy ở phía ngoài đường này đang làm đường, nhưng mà các khách thân yêu vẫn là, chắc đây là những cái quán khách quen. Đấy, đây là những cái khách quen của quán cũng nên. Rồi khách tự lấy ghế, tự lấy bàn ra ngồi luôn. Nhân viên thì chạy lắng sáng luôn. Đấy, lượng khách đáng lẽ ra là ngồi phía bên này nhưng mà lại ngồi bên kia. Hình như đây là bà chủ. À, trong quán như thế nào nhỉ? Trong quán có chỗ ngồi không nhỉ? Đây đúng không? Đúng rồi, 2-30 quán.
Wow, trong quán cũng không có chỗ ngồi luôn. Không có chỗ ngồi luôn. Muốn tìm một chỗ ngồi mà khó quá quý bà con của bác. Ngoài đường này thì khách lấy chỗ ngồi hết rồi, chắc mình phải chờ thôi. Thực sự thì hôm nay là mình toàn cũng không muốn ăn cơm, muốn tìm một cái địa điểm để ăn bún. Và tình cờ thì đi qua quán này thấy đông đông, khá là đông. Muốn dừng lại ăn bát bún, bún Huế, bún bò Huế. Lâu lắm rồi không được ăn cái món Huế. Đây là bún bò Huế mà mình thấy là cái cô chủ này là cô là người nói giọng Huế luôn, là người Huế luôn. Làm rất là ngon, nhìn bát bún rất là hấp dẫn. Và lượng khách ở đây thì mình toàn thấy đông nên mà mình toàn dừng lại ở đây thôi. Cái phần nếu mà không đông thì mình toàn không dừng lại. Nhưng mà quán khá đông. Đây là tên quán này. Không biết đây là địa chỉ nào nhỉ. Địa chỉ đây, nếu mà quý bà con cô bác mà lên Hà Nội thì không, theo Minh Toàn thì cũng nên thưởng thức một lần ở đến quán này. Minh Toàn cũng đã ăn đây một lần rồi và lần này lần thứ hai. Đây, đoạn này rất là đông luôn. Rồi bây giờ là cũng trong quán cũng khách cũng ra rồi, Minh Toàn sẽ vào quán và ăn một bát bún. Rồi. Trong nhà vẫn chưa có chỗ ngồi đâu các bạn, mình phải đứng chờ thôi, đứng chờ một lúc thì mới có chỗ ngồi. Ở đây là có cả xe ô tô, xe máy. Đấy, lượng khách ở đây thì các bạn nhìn biết. Đấy, khách ở quán này bé thôi, mặt tiền này toàn nghĩ là cũng chỉ mấy mét mặt tiền, mấy mét vuông thôi mà lại đông khách như này.